Sáng nay ngày 21 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Tân Sửu, tại trụ sở văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo quân khu 7 và đoàn cục an ninh nội địa đã đến thăm và chúc mừng Phật Đản Phật lịch 2565, chư tôn đức ban thường trực hội đồng trị sự. Đoàn quân khu 7 do Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy quân khu 7 làm trưởng đoàn, đi cùng đoàn còn có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu. Tháp tùng đoàn còn có đại diện các cơ quan, phòng tư lệnh, bảo tàng quân khu, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp các đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 2 Trung ương, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Phó chánh văn phòng 2 Trung ương, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó chánh văn phòng 2 Trung ương, cùng chư tôn đức văn phòng 2 Trung ương. Tại buổi thăm, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc và quân khu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thiếu tướng chia sẻ, từ đầu năm đến nay, nhờ có sự kết hợp của Phật giáo mà tình hình chính trị, an ninh, kinh tế trên địa bàn quân khu 7 đã có những bước phát triển. Chia sẻ thêm về tình hình dịch bệnh, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh cho biết, hiện nay, địa bàn quân khu 7 đã tổ chức hàng trăm điểm cách ly, hàng trăm chốt chặn dịch ngăn chặn người vượt biên trái phép. Các chiến sĩ quân khu 7 luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ, đã để lại hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong lòng nhân dân. Thiếu tướng nhận định, muốn bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị thì việc phối hợp cùng các tổ chức và cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở, chăm lo xây dựng thế trận lòng dân là hết sức thiết thực. Trong đó, quan trọng là sự gắn kết thân thiện với đồng bào thiểu số, đồng bào các tôn giáo. Để gắn kết với đồng bào các tôn giáo, năm qua, quân khu 7 đã tiến hành xây dựng một số công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn, hoạt động của các tôn giáo, xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết, trong đó có những căn nhà dành cho đồng bào Phật giáo. Thời gian đến, Thiếu tướng hy vọng sẽ có được sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa từ phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong các hoạt động của quân khu. Nhân đây, Thiếu tướng cũng bày tỏ niềm trân quý, sự trân trọng và lòng cảm ơn đối với những đóng góp của Phật giáo, đồng bào Phật tử trong các công tác thiện nguyện đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống đối tượng chính sách. Thiếu tướng gửi lời kính chúc quý chư tôn đức Phật tử đón mừng Phật Đản an vui và thấm tình đạo vị. Đáp lời, Hòa thượng Thích Huệ Trí chuyển lời của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự, thăm hỏi sức khỏe và chúc quý phái đoàn được nhiều thành tựu trong mọi công tác. Thay mặt chư tôn đức Hội đồng trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Trí bày tỏ niềm hoan hỷ trước những chia sẻ của đại diện quân khu 7, cho biết sẽ trình những ý kiến của quân khu 7 đến Hòa thượng Chủ tịch để cùng có những kế hoạch, hoạt động thiết thực góp sức cùng quân khu 7 trong việc ổn định chính trị, an ninh và phát triển khu vực. Hòa thượng nhấn mạnh, vấn đề tín ngưỡng rất quan trọng đối với nhân dân Phật tử. Với uy đức của quý Hòa thượng lãnh đạo giáo hội đã làm gương cho tăng ni Phật tử, Phật giáo toàn quốc thực hiện tốt công tác dân vận, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và vận động bà con Phật tử tham gia bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chia sẻ thêm về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Hòa thượng cho biết, Phật Đản năm nay hạn chế về hình thức nhưng chú trọng về nội dung, chấp hành chỉ thị trung ương. Phật giáo toàn quốc không tổ chức lễ hội tập trung đông người, không diễu hành xe hoa, không truyền đăng, khuyến khích Phật tử đón mừng Phật Đản tại gia. Nhân mùa Phật Đản, thay mặt Hòa thượng Chủ tịch và quý Hòa thượng lãnh đạo giáo hội, trân trọng đạo tình của các đoàn với đạo Phật, Hòa thượng Thích Huệ Trí chúc quý đoàn được nhiều thắng lợi trong công tác, nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do ông Phạm Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an làm trưởng đoàn và các thành viên đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự nhân dịp kính mừng Phật Đản, Phật lịch 2565.